Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2015, màu đen biển số tỉnh mọi người nhá. Xe vừa về đến cửa hàng thôi, anh em đang kiểm tra chất lượng một chút. Chiếc xe này thì ở tỉnh gần Hà Nội cho nên là bên em xem rồi, kiểm tra tận hơi rồi, nhưng mà về nhà thì kiểm tra thêm một lần nữa cho yên tâm nữa. Chiếc này là sản xuất năm 2015, phiên bản sedan mọi người nhá. Và màu này của em thì cũng hiếm đấy, trên thị trường không có nhiều đâu. Tuy nhiên nó vẫn không phải là cái màu mà được ưa chuộng nhất. Mazda 3 thì mọi người biết rồi, chỉ có trắng và đỏ là hai cái màu mà phổ thông nhất, ưa chuộng nhất. Sau đó đến màu xanh, màu đen như thế này. Màu này thì chỉ dành cho những anh em nào thích màu đen thôi, còn đa số thì sẽ là màu trắng, màu đỏ thôi. Đó, đấy là chia sẻ rất là thật. Mazda 3 2015. Thật ra ở cái đời này á, giá của nó mỗi đời 15, 16 nó lệch nhau không quá nhiều tiền đâu. Vì cùng là một form giống nhau. Và xuống đến cái tầm này thì xuống cái tầm giá này ấy, thì không xuống được nữa, không xuống thêm nữa. Tại vì xuống thêm nữa thì thật sự là nó lại quá rẻ rồi. Đó. Nó không thể nào mà, gần như không thể nào mà xuống thêm được nữa. Bởi nếu như mà xuống nữa thì chắc những cái dòng đời sâu, đời cũ chắc bỏ đi hết, hoặc là rẻ quá. Thôi tóm lại là em có một chiếc Mazda 3 màu đen sản xuất năm 2015, phiên bản sedan, biển tỉnh 17A10201. Biển, nếu mà biển Thái Bình á, anh em nào thích là biển này cũng được đấy, 10201. Xe vừa về mọi người nhá, vẫn còn bẩn nguyên. Đây, nội thất bên trong này khá là tươi và còn đẹp. Một chiếc xe sau 5 năm sử dụng thì với em như thế này là khá là ok rồi đấy. Dành cho anh em nào thích đi Mazda 3 màu đen nhá. Cái này hiếm đấy. Cần số đấy ạ. 6 vạn km. Ở đây thì được hack cái màn hình lên xem Android, xem DVD rồi mọi người nhá. Đó. Km đấy. 60.000 km. Đó. Khá là dữ đấy, những cái phím bấm ở đây này còn nguyên này mọi người này. Đó. Đây, ghế bên phụ đấy. Chân đây, có cửa sổ trời. Trong tầm tiền này thì thật sự là em thấy như thế này là ok rồi, ổn rồi. Vì giá tiền hợp lý. Phiên bản sedan, trẻ trung năng động. Nó chẳng khác gì 2016 đâu ạ. Cốp để đồ thì khá là rộng rãi. Cái dòng sedan này thật sự là khi mà đi chiếc Mazda 3 2015 này ấy, khi mà nó mới ra ở cái thời điểm 2015 thì chiếc Mazda 3 này gần như nó có thể nói là cực kỳ hot, hot nhất luôn đấy. Và đây nhá, em cũng xin nói luôn, đây có lẽ là một trong số những chiếc xe cực kỳ dư giá luôn, chứ không phải là dư giá đâu, rất là dư giá trong cái phân khúc này, trong cái tầm tiền này luôn. Hiện tại chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2015 màu đen biệt tỉnh bên em bán với giá là 430 triệu mọi người nhá, 430 triệu ạ. Đó, 430 triệu. Thì so với một chiếc mua mới, ngày xưa mua nó chỉ khoảng cỡ 700 mấy thôi, 5 năm lỗ mất 300 triệu, thật sự là quá rẻ. Khi mà mua một chiếc xe mới 5 năm, thật sự rẻ. So với những cái tầm tiền này, trong cái phân khúc này thì Mazda 3 nó vẫn rất là giữ giá. Rồi, em sẽ cho xe đi spa lại một số cái điểm xước sát và vệ sinh cho mọi người xem được ưng ý hơn. Sau video này thì em sẽ cho đi spa và em sẽ gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này sau. Chiếc này vừa chạy ở Thái Bình lên nên là nó hơi bụi bẩn một chút, xước sát thì vẫn còn nguyên. Em sẽ cho spa để cho mọi người ưng ý. Đó, giá 430 triệu mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.